tại sao đảng cộng sản việt nam nhất định phải tổ chức bầu cử tại việt nam người ta luôn cảm thấy tức cười khi nghĩ tới chuyện bầu cử bất kỳ cuộc bầu cử nào từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương hầu hết đều cho thấy tính khôi hài bởi người dân chưa đi bầu thì người ta đã biết ông nào làm vị trí nào bà nào ngồi ghế nào và chuyện dân đi bầu chỉ là chuyện trò cười của các ông bà bởi cho dù có hàng triệu người gạch bỏ cái tên nào đó thì tỷ lệ phiếu bầu của nó vẫn 100% đắc cử tính nhiệm. Bởi chuyện bầu bán ở đây không có ý nghĩa nào về việc nhân dân có tính nhiệm hay không mà nó là bài toán đối ngoại trong chính trị độc tài. Đợt bầu cử cấp thấp nhất là cho chức danh trưởng thôn ở nông thôn và tổ trưởng tổ dân phố trưởng ấp ở thành phố và thị xã. Đây là đợt bầu cử buồn cười nhất, gây tốn kém đủ các thứ, từ nhậu nhẹt cho đến cờ xí, tiền in phiếu, thời gian của người dân chỉ để bầu đúng một ứng cử viên vào chức danh vừa nói. Thử nghĩ, bầu cử mà chỉ có độc nhất một ứng cử viên thì bầu kiểu gì đây? Và vì sao chỉ có một ứng cử viên? Có hai lý do. Thứ nhất, do sợ bị cướp chính quyền. Và thứ hai, nhu cầu tạo ra tính chính danh trong quản lý lãnh đạo ở khía cạnh sợ bị cướp chính quyền nói nghe như đùa nhưng là thật bởi chính trị cộng sản có một khái niệm phân chia quyền lực rất rõ nhất trung ương nhì địa phương điều này cho thấy từ quyền lực đến quyền lợi hoặc là trung ương tối cao hoặc là địa phương cơ quan cấp bậc gần dân nhất sẽ hưởng lợi và tác động mạnh đến người dân nhưng việc sắp xếp ở trung ương lúc nào cũng dễ dàng hơn so với địa phương. Bởi ở trung ương đã có những cuộc đấu đá phân chia quyền lực trong một nhóm nhỏ. Và một khi, cờ về tay ai thì nảy phất, cờ trung ương phất thì cờ địa phương phất theo. Nghiệt nổi, cờ địa phương gồm loại cờ nào? Đó là một câu hỏi hóc búa mà câu trả lời lại rất đơn giản kẻ nào càng bất hảo, phổi bò, hung bạo, dốt nát, nhưng có niềm tin tuyệt đối vào đảng và phục tùng đảng một cách bất chấp lương tri là đạt chuẩn. Chính vì lẽ này, thử nhìn lại các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và trưởng ấp hiện tại, hầu hết đều là những kẻ nói năng bộ bác, vô văn hóa, tham lam, bẩn thiểu, nhưng lại có thể hét ra lửa, giỏi lạng lách và đương nhiên là thành phần còn đảng, còn mình. Chính vì vậy, họ được ưu tiên vào chức danh này, nhưng lại được thêm một ưu tiên khác, đó là bầu cử một ứng viên. Nghĩa là ngoài những kẻ này ra, không có ai khác có thể thay thế họ để phục vụ đảng. Họ là đại diện tiếng nói cao nhất của đảng tại địa phương, và chỉ mỗi một mình họ là ứng cử viên, bởi nếu ra tranh cử tự do chức danh này hoặc cho địa cử ứng viên thì chắc chắn sẽ có rất nhiều ứng cử viên khác xứng tầm, thậm chí có đầy đủ tri thức, sức trẻ và sự năng động, sáng tạo để bước vào tranh cử và đắc cử. Một khi các ứng cử viên tự do hoặc các ứng viên do nhân dân đề cử thắng phiếu, chắc chắn sức mạnh của đảng ở các địa phương sẽ bị mất. Bởi vậy, việc đưa một kẻ mù quáng, thiếu nhận thức và tham lam dính chạm bẩn thiểu vào làm chức danh này là việc sống còn của đảng, bởi ngoài đảng ra, những kẻ này không còn biết bấu víu vào ai, họ dựa vào đảng, bấu víu vào đảng để kiếm ăn trên nhân dân. Vì lẽ này, một khi yếu tố độc đảng còn chi phối thì chính trị Việt Nam mãi mãi sẽ có những cuộc bầu cử không giống ai ở địa phương và cả trung ương. Như vậy, bầu cử ở địa phương nhằm mục đích thông qua quyền lực đạo cho nó tính chính danh trước công luận. Còn bầu cử trung ương thì tạo chính danh với ai? Bởi một khi các ông các bà chia trách quyền lực xong, thì đâu cần đến nhân dân can dự vào. Người dân có bầu hay không bầu thì cũng chẳng liên quan gì đến việc các ông các bà nào đứng làm lãnh đạo. Thế tại sao phải bầu, phải tốn kém nhiều thứ? Cũng vì tính chính danh. Chữ chính danh ở đây phải hiểu là một đối sách trong chính trị cộng sản, chứ chẳng liên quan gì đến niềm tin của nhân dân hay liên quan đến lá phiếu của nhân dân. Đơn giản, chức danh nào cũng đã có thực quyền, đã làm việc, bầu hay bỏ thì vẫn cứ 100% phiếu tín nhiệm. Và đương nhiên, việc bầu này diễn ra khá muộn so với việc cầm chức ngồi ghế. Bầu cử chỉ là trò mèo trước quốc tế. Bởi nếu không có quá trình bầu cử, mỗi khi đi công tác, công du nước ngoài, biết ăn nói ra sao với thiên hạ. Không lẽ cứ đóng mặt lì bảo rằng tôi là đại diện Việt Nam làm việc với các ông, các bà mà không có bất kỳ bằng chứng bầu bán nào thì quê mặt với thế giới quá. Thật sự là vậy, đây chỉ là trò mèo trong chính trị và đương nhiên là quá lộ liễu, quá thách thức nhân dân. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn cứ thực hiện bởi họ biết chắc một điều rằng nhân dân nằm trong tay họ nhân dân nào dám chống đối hay lên tiếng thì trả giá không nhỏ thậm chí mất mạng đó là trò chơi chính trị nó sắp diễn ra và mặc dù dịch Covid-19 hoàn hành nhưng chắc chắn nó phải diễn ra bởi nó là cuộc chơi bất chấp đúng sai chỉ có mục đích tối thường duy nhất là tạo cho đảng Cầm sản Việt Nam các chính danh giả tạo mà thôi